Mến chào anh em à, quay lại channel của mình nha. Bên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chỉnh mật độ giao thông trong game lên á, cho có nhiều xe cộ lưu thông trong đó, thì có xe máy luôn á. Hiện tại có mấy anh em hay hỏi á, thì nay mình cũng chia sẻ luôn ha, rồi sau đó mình sẽ làm cái clip hướng dẫn khác nha. Trước mắt anh em sẽ vào phần menu rồi anh em sẽ vào phần simulator setting này, được chưa? Đấy. Rồi anh em phải chọn phần simulation. Đó. Đây nè, ở chỗ này nè. Ngay chỗ simulation setting á, thì ở đây anh em thấy không? Anh em có nhiều mục này. Nè, một khoảng này nè. Đó có những cái hạng mục của nó đó. Anh em có những hiệu chữ đó không? Thì hồi đó khi vào game á thì những cái thanh trượt nằm như vậy. Nó chỉ nằm khoảng như vậy thôi. Đó, ví dụ đi nha. Đó, nó chỉ nằm vậy thôi, vậy thôi nè, không có cao cho lắm, thấp vậy nè, do mặc định game nó sẽ chỉnh, nó không có cao. Đấy. Đó. Anh em muốn chỉnh cái mật độ xe giao thông cao lên á, thì anh em phải kéo máy trượt lên, nè, máy trượt này nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, nhưng cái chỗ này nè, cái chỗ phần trăm mà up bắt nhà chỗ này nè. Cái này anh em không cần phải kéo cao nha, cái này cũng vừa vừa thôi ha. Đó, kéo cái này cũng được ha. Đó. Rồi anh em hãy kéo, như trượt lên cao nha. Thẹp nào truyền là tùy mình kéo mắt luôn này, thanh thứ hai cái mắt luôn đó. Thanh thứ ba là phần trăm của khách đi bộ đó, kéo luôn cao đại đi đó nè. Xe bus nè, tăng tốc độ tối đa luôn, tăng hết luôn. À, xe hơi tăng hết luôn, thì khi anh em vào game sẽ gặp xe máy chạy trên đường nha ha. Đó rồi bây giờ mình trở ra mình vào game, thì mình vào new game, thì ở đây mình sẽ chỉ nâng cao xe động máy luôn, anh em nào chưa biết thì vào xem cái clip luôn ha. Đó. Nhưng mà bây giờ mình cái clip này thì mình không có quay cái cảnh mình đang vô con xe Taco 17 nha, lý do cái gì nên lấy clip á làm tào lao đó. Rồi rồi ở đây mình sẽ vào map, thì ở đây mình sẽ chọn cái map, này map mod nha, map này có những người nước ngoài không họ xe thì mình đào về, mình có để dưới link mô tả, anh em có muốn thì mình tải về chơi ha. Còn có mấy anh em ở Việt Nam mình đó thì đã sửa cái mod này lại rồi, cái mod map này lại thành ra cái map Việt Nam á, thì anh em có thích thì lên đó tải ha. Còn mình đây mình sẽ map gốc nha, map gốc thì không có sửa hết trơn á đó. Đây nè, rồi vô cái map á mình sẽ chọn được tuyến đường đi chỗ này đi, load the game. Rồi bây giờ mình đã vào game rồi anh em ơi, đây là con xe Hưng Thịnh nha, cái này mình skin mình tự làm ha. Đấy thì cái kính này hiện giờ mình chưa fix được nha, bây giờ tạm thời chỉ vậy thôi, chứ mình vẽ ra phần ngoài kính thì nó không nhận, mình chỉ tạm thời lấy kính của Hưng Thịnh mình xài cho đây đỡ ha. Đó. Để xe lên up đi. Up. Đây mình dịp ngưỡng xe nha, mình thích để băng đét lòi cho đẹp, không có làm dấu băng đét. Móc đét lên, băng đét cũng chưa móc luôn ha, tạm thời lên đét cho đá đi. Rồi không ăn dọc con xe cho nên nhé, thì anh em sẽ chập cái máy bắp bắp mất. Rồi vào xe đi, tắt đèn, tắt led luôn. Đây đây mình hướng dẫn đem cái động máy luôn nè, tắt nè. Đó đầu tiên vô anh em phải đút cái chìa khóa vô ha. Đó rồi sau đó anh em sẽ nhấn giữ nút màu xanh, cái chìa khóa màu xanh này nè. Đó, nhấn giữ vô ha, thì máy sẽ đề nè, nhấn nè,
Ồ, quên 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 bật cái này lên rồi. Đây nè. Đó, em buông tay ra thì máy sẽ được đề lên ha. Em muốn chạy phải dở thân tay lên nha, tùy theo lúc mình chọn cài đặt á. Khi mình không chọn thì sẽ chạy bình thường, khỏi phải dở thân tay nha. Đó, đã dở thân tay lên rồi. Này, bây giờ anh em mình sẽ di chuyển. Mình ra đây. Rồi, luôn em ơi. Thì cái map này nó chạy rất là khó, và cái đường map rất là hẹp. Cái đường đi di chuyển á, thành ra em nó chạy cái từ từ, không có gấp ha. Ở đây game nó sau khi cập nhật á, nó cho mod map nó vô, như mà xe cộ lưu thông trên đường thì nó bị cái lỗi đó là vô gia chạm xe nó bị tắt đi rồi, thì mình không bật được cái tính năng lên nữa. Thì hy vọng trong tương lai nhà phát hành game họ sẽ cập nhật lại chỗ đó, thì khi em bật cái tính năng lên thì xe va chạm nhau thì mình sẽ như thật hơn. Rồi mình sẽ tới ngã ba mình quẹo trái này mày. Thì cái map này nó hay cái chỗ là nó có mũi tên hướng dẫn mình đi ha. Ui, cậu sắp bóp kèo chơi. Nè, thì sẽ được tập thôi. Chính như đó thì xe em tôi không người rất là nhiều, thì sẽ có xe máy luôn không trên đường này nè mày. Đây mình đang vào khu đô thị. Nãy giờ thấy chiếc xe máy đi ngang ta, bình thường thấy mà. Rồi, đầu trái nè mày. Cái đường rất là hẹp, di chuyển rất là khó, cho nó ngay ngay lên thẳng hàng á. Trời 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 đi. Đó. Trời này mờ ảo mới đẹp nè. Trời này trời chiều. Thấy góc rộng hay chứ mà này quẹo. Rồi quẹo phải nha. Đường nhỏ quá ôm cua không được. Cái phần sau xe nó bị cái đít vô, chứ cái đít cái bánh xe vô cái góc cua. Thì map này rất là hay, anh em muốn trải nghiệm thì cứ tải về nha. Rồi anh em có thể chỉnh sửa thành map Việt Nam ha, đổi tên chữ, đổi tên bản hiệu rồi đó. Rồi có thể là sửa mấy cái nhà trên đường mình đó. Nha. Yeah. Thì khi anh em mod nhiều quá vô sửa cái map nhiều quá thì nó sẽ nặng cái map thì nó chạy sẽ bị lag ha. Nó tùy anh em thôi ha. Còn mình thì mình không có thời gian mình sửa, mình chạy mắt tóc.
hy vọng trong tương lai những cái map hay sẽ được những người nước ngoài họ sẽ share lên đây thì anh em mình sẽ tải về chơi nha. Nhưng mà cái map này đẹp á. Ui da. Ui, to luôn. Đường nó là hẹp lắm. Giống đường Việt Nam mình nhá. Rồi, vào bến rồi đó. Ôm cái cua cũng không có ngọt mà. Tiếp tục, tiếp tục. Anh em thấy mấy cái ngôi nhà bên đường đẹp không? Rất là đẹp. Mình tưởng nó chỉ là Việt Nam. Nhưng mà nó kiến trúc của nhà này là nhựa châu Âu nha. Ủa, cho châu Mỹ của anh ta, châu Mỹ chứ. Châu nào anh em? Cứ từ từ lái thôi em ơi, không cần gấp. Mình đang điều khiển con xe bít lớn mà. Ôi, khoan lên xe không? Ồ, trước mặt mình có nhà đẹp quá. Này em mới chạy mấy chiếc ghế ngồi thì sẽ đón khách được nha em nha. Đường rất là hẹp. Đấy, hàng khách đang đứng đấy. Hoa chi mà Việt Nam làm được cái máy map vậy thì quá tuyệt vời rồi. Rất tiếc mấy game lái xe Việt Nam thì quá dở, không thể làm những cái map giống như vậy được. Hy vọng tương lai sẽ có những cái game lái xe Việt Nam mình có những cái map đẹp như vậy thì quá ok. Xe cái xe tạo đông dữ. Tắt tính năng chạy xuyên xe rất là dễ đấy mà. Game đang bị lỗi phần đó.
đó. Quá, cái bụng bình này nó nhỏ quá luôn á. Một bên quá hẹp. Rồi đang di chuyển ra ngoài đường nông thôn. À, theo cây đẹp không? Rất đẹp đúng không? Chồng ha, nó đẹp không? Nhìn những cá số này nha, ôi trời đẹp quá luôn. Đó, anh em thấy cái nắp không? Nó rất là đẹp, nhìn em nha. Bầu trời thì quá đẹp luôn. À, mặt trời này. Rồi. Bây giờ lái tiếp rồi.
xe quá đông nè ha. Nãy giờ ông thấy chiếc xe máy là tên ta thừa cái đóng luôn rồi mình sẽ tới bến em ơi, chuẩn bị kết thúc của hành trình và bến thôi. Ồ, có người đi bộ kìa. Rồi mở cửa. Rồi, coi như mình xong một cuộc hành trình trong cái map mod ha. Anh em có thích thì cứ tải về chơi nha. Map rất là đẹp. Thì map này chạy rất là đã luôn á. Đã. Phê. Rồi, mấy cả anh em nha.